Cậu nhóc này có hơi kỳ quái, thường xuyên phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cậu thường bị bạn bè cười nhạo bắt nạt. Giáo viên cũng cho rằng cậu cố ý bày trò trên lớp, bắt cậu xin lỗi, đồng thời bắt cậu phải hứa không phát ra âm thanh kỳ lạ nữa. Nhưng Cohen vừa hứa xong lại không nhịn được mà phát ra tiếng kêu kỳ quái. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu là quái thai, là kẻ điên. Nhưng mọi người không biết được rằng thật ra cậu mắc phải một căn bệnh cực hiếm gặp, hội chứng Tourette. Người mắc bệnh này sẽ không tự chủ được mà làm ra vài động tác, bao gồm cả phát ra âm thanh kỳ lạ. Mà hội chứng này thường phát bệnh vào tuổi nhi đồng, chính là độ tuổi cần được bảo vệ kỹ càng. Nhưng chính vì mọi người không hiểu cho, khiến những đứa trẻ này bị bắt nạt, tạo ra tổn thương về cả thân thể và tinh thần khó bù đắp lại được. Người ngoài không hiểu được cũng không sao, nhưng đến cả bố cậu bé cũng cho rằng cậu thiếu năng lực khống chế, cố ý gây rối, thậm chí còn lớn tiếng mắng mỏ cậu vì chuyện này. Bố cậu đi khỏi căn nhà này. Vào ngày ông đi, cậu bé mong chờ được ôm ông, nhưng không được, cậu hơi hụt hẫng, chủ động nhào vào lòng bố mình. Nhưng ông lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Có lẽ trong lòng ông chưa từng thừa nhận đứa con trai này. Sau này cậu bé biết mình mắc bệnh nên không khống chế được hành động, cậu đã gọi ngay cho bố. Cuối cùng bố cũng tin cậu, áy náy không nói thành lời. Cậu bé lên cấp 2, tình hình không chuyển biến tốt lên chút nào. Cậu vẫn bị bạn học chê cười, bị giáo viên phê bình, cho đến khi một thầy hiệu trưởng xuất hiện, thay đổi cuộc đời cậu. Thầy mời cậu tham gia đại hội âm nhạc của trường, nhìn cũng biết cậu phát ra âm thanh kỳ quái, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sau buổi biểu diễn, thầy hiệu trưởng mời cậu lên sân khấu, hỏi cậu, tại sao em lại phát ra âm thanh kỳ quái? Lần đầu tiên cậu giải thích bệnh tình của cậu trước mặt mọi người, cậu không khống chế được việc phát ra âm thanh kỳ quái, hơn nữa vẫn chưa có thuốc chữa. Hiệu trưởng lại hỏi, what can we do to help you, Brad? Cậu bé trả lời, I just want to be treated like everybody else. Đột nhiên có một học sinh vỗ tay, tiếp theo đó là hai người, ba người, cuối cùng tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được chấp nhận, giống như thầy hiệu trưởng nói, giáo dục chính là để tri thức đánh bại sự dốt nát. Từ sau khi ấy, cậu quyết tâm là một giáo viên, giống như thầy hiệu trưởng vậy, giáo dục các em, mang sức ảnh hưởng tới nhiều người hơn. Nhưng mọi người đều không xem trọng cậu, người mang căn bệnh thế này sao có thể trở thành giáo viên được. Nhưng Cohen rất cố chấp, sau khi tốt nghiệp cậu khăng khăng phải làm giáo viên. Sau nhiều lần thất bại cậu vẫn không hề từ bỏ, cậu muốn chứng minh rằng căn bệnh này không đánh gục được cậu, mà còn khiến cậu phải càng dũng cảm kiên cường hơn. Mỗi lần đi phỏng vấn, đối phương không hề quan tâm tới lý tưởng dạy học của Cohen, mà nói giống như các giáo viên của cậu trước kia. Nói rằng nếu cậu muốn dạy học ở đây thì không được phát ra âm thanh kỳ quái trên lớp. Cohen tức giận, lấy lại sự yêu lý lịch rồi khỏi trường. Cậu trốn vào trong xe, không nhịn được mà khóc. Trường học sắp khai giảng rồi, cậu vẫn chưa được trường học nào nhận. Nhưng Cohen không từ bỏ hy vọng, cậu tìm hết các trường trên bản đồ, tới từng trường thử. Cuối cùng có một ngày, cậu được phỏng vấn ở một ngôi trường hợp ý mình. Khi phỏng vấn, cậu nói, làm giáo viên là tâm nguyện lớn nhất đời này của cậu. Giáo viên phỏng vấn nói, nhất định đã có giáo viên tốt cổ vũ cho cậu. Cậu trả lời, I had an inspiring principal, Mr. Meyer, but my teachers... They really only inspired me to be the kind of teachers that they never were. Sự chuyên nghiệp, thẳng thắn, nghị lực và dũng khí của cậu đã thuyết phục họ. Cuối cùng cậu đã làm cho những người từng khinh thường mình phải cảm thấy xấu hổ. Cậu trở thành một giáo viên, mà câu chuyện truyền kỳ của cậu vẫn còn tiếp tục. Đây là tiết học đầu tiên của cậu ở trường. Một cậu nhóc nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ của Cohen đã nói một câu. Weirdo! Nhưng Cohen không hề quan tâm. Cậu viết lên bảng đen, hội chứng Tourette. Đây là bệnh của Cohen. Cậu giải đáp hết thắc mắc của đám trẻ. Chính vào lúc này, cậu nhóc nói Cohen là quái thai, rồi rời khỏi chỗ ngồi. Cohen thấy vậy gọi cậu nhóc lại, nói rằng nếu em muốn rời chỗ ngồi thì phải xin phép tôi đã. Cậu nhóc không phục nhưng vẫn quay lại chỗ ngồi. Những giáo viên khác nói với Cohen, cậu nhóc này có rất nhiều thói xấu, thiếu khả năng chú ý, chứng tăng động, khuyên Cohen nên chuyển nhóc đó tới lớp đặc biệt. Nhưng Cohen lại nói mình không thể làm vậy, không có học sinh nào không dạy được, chỉ có giáo viên không biết dạy mà thôi. Có một lần nhóc con nhân lúc Cohen không chú ý lại chuồn khỏi lớp học, con viết bậy lên cửa. Sau khi Cohen phát hiện, đã phạt nhóc con lau sạch cửa, đồng thời phải ở lại lớp sau khi tan học. Sau đó Cohen lại nói thêm, nhóc con không ngờ thầy sẽ khen mình, thiện thùng cười. Sau khi tan học, Cohen mang một cuốn sách tới cho cậu nhóc đọc. Nhóc con nói mình ghét đọc sách. Cohen nói thầy cũng vậy. Nhóc con không tin, thầy là giáo viên mà sao lại ghét đọc sách được. Để cậu nhóc tin mình, Cohen nói em giả làm thầy đọc sách, thầy giả làm hội chứng Tourette. Cậu nhóc cầm sách lên đọc, Cohen ở bên cạnh không ngừng quấy rầy. Upon a time there was a that itches. The itch a little bit. There was a Hey Thomas.
Cuối cùng cậu nhóc cũng hiểu được Cohen, thì ra thầy giáo này phải cố gắng hơn người bình thường nhiều lần mới đọc sách được. Cohen nhìn nhóc và nói, Everything in the world is in books. I just have to work extra hard to get it out. I'm not gonna give up on you, buddy. Okay? And I'm not gonna let you give up on yourself. Nhờ sự cổ vũ của Cohen, cậu nhóc đọc từng từ, từng câu, đọc hết đoạn văn. Cuối cùng nhóc cũng không ghét đọc sách nữa. Cứ như vậy, Cohen dần dần có được tình yêu của lũ trẻ. Mọi người đều rất thích thầy giáo kỳ quái này. Một lần tan học, có một cô bé chạy tới trước mặt Cohen nói rằng thích chiếc mũ của cậu. Cohen nói, thầy rất thích kiểu tóc của em. Ai biết được rằng cô bé trả lời, vì uống thuốc nên tóc em mới ngắn như vậy. Cohen ngây người. Mẹ cô bé nói cho cậu biết, cô bé đang làm hóa trị liệu, mong Cohen có thể tạm thời giữ bí mật cho con gái mình một môi trường bình thường. Sau này cô bé không thể đi học nữa, Cohen để đám trẻ viết bưu tiếp cho cô bé, cổ vũ em. Sau đó nữa, cô bé qua đời. Vào ngày đưa tang, Cohen đứng mãi ngoài nhà thờ không dám vào. Cohen sợ âm thanh kỳ quái của mình ảnh hưởng tới buổi lễ. Lúc này mẹ của cô bé đi ra, nói với cậu. We're her favorite teacher. Please don't leave without saying goodbye to her. Cohen mang tâm trạng nặng nề bước vào nhà thờ, ngồi bên cạnh bố mẹ cô bé. Và lúc này cậu không chỉ cảm nhận được sự đau thương, mà còn có cảm giác được tôn trọng. Một năm sau, Cohen nhận được giải thưởng giáo viên xuất sắc nhất năm. Khi lên bục lĩnh thưởng, vì tâm trạng kích động, cậu lại bắt đầu không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái. Nhưng lần này không còn bị chê cười, cũng không còn bị chăm chọc. Ai ai cũng đang thầm cổ vũ cho cậu. Cohen cảm ơn bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp mình, là tình yêu và sự ủng hộ của họ giúp cậu đi được tới ngày hôm nay. Nhưng người cậu muốn cảm ơn nhất là người thầy khó chịu khiến cậu nhớ nhất đời này, đó là hội chứng Tourette. Bệnh tật không đánh gục được Cohen mà còn khiến cậu kiên cường hơn. Cuối cùng cậu cũng thực hiện được ước mơ, được tất cả mọi người công nhận. Ba là một người mẹ đơn thân, con trai còn hơi đặc biệt. Là quái thai bị mọi người cười nhạo. Hôm đó bà được hiệu trưởng hẹn gặp. Hiệu trưởng nói cậu thường gây rối trật tự lớp học, khuyên cậu nghỉ học. Mẹ cậu nói là cậu không kiểm soát được. Hiệu trưởng bảo rằng bà đừng để cậu lừa. Mẹ Cohen tức giận đứng dậy phản bác lại, nếu như thằng bé nói thật thì sao. Sau đó bà dắt Cohen ra khỏi trường. Bà không tin con mình nói dối nên đã đến thư viện mượn rất nhiều sách về ngành y. Sau khi lật dở nhiều tài liệu, cuối cùng bà cũng tìm ra nguyên nhân con mình phát ra âm thanh quái lạ. Thì ra cậu mắc một loại bệnh cực hiếm gặp, hội chứng Tourette. Ba kể về tình hình của Cohen cho bác sĩ, nhưng bác sĩ nói bệnh này không có thuốc chữa mà nó còn đi theo bệnh nhân cả đời. Nghe xong câu này, cuối cùng bà cũng buồn tới mức khóc lên. Cohen thấy mẹ đau lòng như vậy, rất hiểu chuyện mà an ủi bà. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Tuy bệnh của con trai không có thuốc chữa, nhưng bà không bỏ cuộc. Bà tốn bao công sức tìm đến một nhóm chuyên giúp đỡ các bệnh nhân mắc hội chứng này, mong có thể học được cách sinh hoạt bình thường từ các bệnh nhân khác. Ở nơi đây, họ thấy được rất nhiều bệnh nhân, mỗi người lại có triệu chứng khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó chính là họ đều cắm rễ trong nhà, rất ít khi ra ngoài, cả đời trốn tránh, không ai muốn thay đổi, muốn được chấp nhận. Người nhà của một bệnh nhân biết Cohen vẫn còn đi học, đã nói với mẹ cậu, đi học với họ cũng chỉ là tốn thời gian thôi. Con khuyên bà để Cohen về nhà tự học, nhưng bà không thấy vậy, quyết đoán mang con đi khỏi đó. Tuy không nhận được sự ủng hộ trong nhóm giúp đỡ, nhưng bà để con trai mình biết rằng, những người đó đầu hàng với bệnh tật, nhưng mẹ tuyệt đối không bỏ cuộc. Chính sự cố gắng của bà đã giúp Cohen kiên trì thêm. Sau khi biết Cohen muốn làm giáo viên, bà cũng không hề nghi ngờ cậu như những người khác, mà cho cậu sự ủng hộ lớn nhất. Khi thấy con mình bị từ chối hết lần này đến lần khác, chấp nhận buông bỏ, bà cố ý kích thích Cohen, vậy thì con cứ bỏ cuộc đi, về nhà mẹ nuôi. Quả nhiên nghe xong câu này, Cohen bắt đầu nóng ruột. I am not letting Tourette's win. Really? Yes, really. Look, I'm never gonna give up. I have to find the right school. You will, Bobo. You will. Sau đó, Cohen có được một người bạn gái tâm đầu ý hợp, nhưng cậu lại lo mình làm tổn thương cô gái. Mẹ Cohen nhìn cậu và nói, The only thing that can hurt either of you is if you let Tourette's drive her away from you. You let it win. Có thể nói, bà là giáo viên quan trọng nhất trong cuộc đời Cohen. Chính nhờ vào tình yêu và sự ủng hộ của bà đã giúp con trai luôn giữ được sự lạc quan, không hề sợ hãi mà theo đuổi những gì mình thích. Đây là một câu chuyện mang tính khích lệ, có thật. Nam chính trong câu chuyện đã kết hôn với bạn gái, tiếp tục làm những điều anh thích. To never let anything stop you from chasing your dream. From working. Or playing. Falling in love.